Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Nhật ký O2. Một số thông tin về sức khỏe và cuộc sống đáng chú ý sẽ là những nội dung mở đầu cho chương trình hôm nay. Từ đầu năm 2013 đến nay, tình hình dịch cúm gia cầm vẫn diễn biến rất phức tạp, khả năng bùng phát dịch là rất lớn. Việc phòng ngừa, kiểm soát đại dịch cần được các ban ngành chức năng và người dân hết sức chú trọng. Từ năm 2009, dự án sáng kiến cúm gia cầm và đại dịch do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID được triển khai tại Việt Nam giúp nâng cao năng lực cho các cơ quan liên quan của nhà nước và các đối tác trong việc phòng ngừa, phát hiện và kiểm soát sự bùng phát dịch cúm gia cầm, bệnh truyền nhiễm mới nổi và các bệnh lây từ động vật và sang người. Sau 4 năm thực hiện, các mô hình từ dự án đã giúp tập huấn cho hàng nghìn cán bộ y tế của Việt Nam nhằm kiểm soát sự lây lan dịch bệnh. Thành công lớn nhất của dự án mà chúng tôi nhận được đó là việc chia sẻ các bài học kinh nghiệm và vận động triển khai phương thức tiếp cận mới. Dự án đã hỗ trợ các đối tác và các lãnh đạo địa phương áp dụng, nhân rộng mô hình trong các lĩnh vực, nâng cao năng lực cho thú y viên, khuyến nông viên, giảm nguy cơ và củng cố chuỗi cung ứng gia cầm, giám sát dịch dựa vào cộng đồng. Tại cuộc hội thảo tổng kết dự án, đã trình bày những kết quả đạt được, đồng thời chuyển giao các mô hình của dự án cho các đối tác Việt Nam để tiếp tục áp dụng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.